Tỷ giá Việt Công Banh hôm nay 9 tháng 12 ghi nhận nhiều ngoại tệ tăng giá. Tuy nhiên, tỷ giá đô la Mỹ vẫn không thay đổi mặt cho trên thị trường thế giới. Đô la Mỹ đã có đà tăng mạnh. Tỷ giá Việt Công Banh hôm nay. Ngân hàng ngoại thương niêm yết tỷ giá 20 ngoại tệ hôm nay như sau. Ở chiều mua vào ghi nhận 4 ngoại tệ tăng giá, 6 ngoại tệ giảm giá và 10 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Chiều bán ra có 8 ngoại tệ tăng giá, 9 ngoại tệ giảm giá và 3 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với phiên giao dịch liền trước. Tỷ giá Vietcombank, các ngoại tệ chủ chốt. Tỷ giá đô la Mỹ ở cả hai giờ chiều mua vào và bán ra ở mức 23,010 đến 23,220 VND/USD, không đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tỷ giá Euro ở mức 27,304 đến 28,697 VND/EUR, mua vào, bán ra tăng trở lại 2%. Tỷ giá bản Anh ở mức 30.150 VND sạc GBP. Chiều bán ra ở mức 31,409 VND sạc GBP, tăng 18%. Tỷ giá Yên Nhật chiều mua vào ở mức 214.68 VND sạc GBI, chiều bán ra ở mức 225.86 VND sạc GBI, giảm 1% so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá Vietcombank hôm nay, tỷ giá Vietcombank chính sạc 12, tỷ giá đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Mỹ chợ đen. Tỷ giá Vietcombank hôm nay ngày 9 tháng 12. Tại thị trường Việt Nam, ngân hàng nhà nước đang niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.137 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch ngân hàng nhà nước ở mức 23.125 đến 23.781 VND/USD, mua vào, bán ra. Tỷ giá đô la Mỹ tự do hiện đang giao dịch ở mức 23.200 đến 23.230 VND sẹt USD, mua vào, bán ra. Tỷ giá đô la Mỹ thế giới. Rạng sáng nay ngày 9 tháng 12, theo giờ Việt Nam, tỷ giá đô la Mỹ tiếp đà tăng tốt. Đô la Mỹ index đạt 90.957 điểm, tăng thêm 0.168 điểm tương đương tăng 19%. Tỷ giá Vietcombank hôm nay, tỷ giá Vietcombank chính sẹt 12, tỷ giá đô la Mỹ tỷ giá đô la Mỹ chợ giá đô la Mỹ đã có đa tăng mạnh. Tuy nhiên, những thông tin về gói kích thích nền kinh tế mới có khả năng kiềm hãm thị trường. Tổng thống đương nhiệm ông Donald Trump và một số thành viên quốc hội đã ngỏ ý đồng thuận bổ sung thêm gói cứu trợ kinh tế 908 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc một số lượng lớn đô la Mỹ sẽ được đưa ra thị trường và khiến cho đồng đô la Mỹ suy giảm trong thời gian tới. Nhu cầu về một gói kích thích nền kinh tế là khá cấp thiết trong bối cảnh nhiều tiểu bang tiếp tục có số ca mắc COVID-19. Số ca tử vong và nhập viện sau kỳ nghỉ lễ tạ ơn, California đã buộc phải đóng cửa tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng và những hoạt động bán lẻ tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại New York, lệnh cấm ăn uống tại các nhà hàng cũng đã được áp dụng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Trung tâm, một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập trung tâm.com.vn Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh trung tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé Cảm ơn các bạn